Xin chào quý vị các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn quý vị các bạn khắc phục một số lỗi khi camera hay mau. Chiếc camera đây đang bị ngoại tuyến thì chúng ta cách sửa như thế nào và sửa lỗi như thế nào quý vị nhé. Thì đây là chiếc camera A42 B-D đang bị ngoại tuyến và chúng ta không xem được chiếc camera. Thì nguyên nhân thì cũng có mấy nguyên nhân cơ bản để chúng ta tự khắc phục và có thể tự cài đặt lại chiếc camera của hãng iMao này. Thì quý vị các bạn, thứ nhất thì các bạn phải lưu ý giúp mình, các bạn xem là cái wifi của quý vị các bạn có bị đổi mật khẩu không và có thay thiết bị wifi không. Đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai là quý vị các bạn ra đúng vị trí của chiếc camera lắp đặt, xem là cái wifi của chúng ta cầm một cái điện thoại ra và đưa ra đúng vị trí của chiếc camera được lắp đặt đấy, xem là cái sóng wifi ok không. Đấy là cách thứ hai. Cách thứ ba là quý vị các bạn, các bạn kiểm tra cái nguồn điện của chiếc camera có được cắm hay không, xem đèn thông báo của chiếc camera A42 có nháy xanh liên tục hay là thế nào, hay là nháy đỏ. Đấy, nháy đỏ là chiếc camera đã không được kết nối. Đấy là sửa một số lỗi của chiếc camera iMao đang bị thiết bị ngoại tuyến, chúng ta không xem được cái camera và điện thoại hoặc là thiết bị khác quý vị nhé. Thì các bạn lưu ý, nếu mà chúng ta kiểm tra các lỗi đấy đều thấy ok rồi, thì quý vị các bạn, thì đây mình sẽ hướng dẫn quý vị các bạn là thứ nhất là các bạn, đây mình sẽ hướng dẫn qua. Đây là chiếc camera iMao A42 P-D. Đây đèn nháy xanh như thế này là quý vị các bạn có thể là cái wifi nó yếu hoặc là chiếc camera này chưa được kết nối wifi nên đèn nháy xanh như thế này. Thì quý vị các bạn để cài lại chiếc camera A42 P-D này, thì quý vị các bạn tháo chiếc camera ra và hoặc là quý vị các bạn treo lên chiếc camera hoặc là đấy, các bạn gạt cái mắt chiếc camera A42, các bạn dí chặt vào đây. Đây nút reset của chiếc camera A42. Các bạn gạt cái mắt lên, ngược lên trên và các bạn dí chặt vào đấy. Đấy thì các bạn nghe thấy tiếng bít thì các bạn bỏ tay ra và chúng ta lấy chiếc điện thoại, chúng ta vào phần mềm để chúng ta cài lại chiếc camera, xem là nguyên nhân tại sao. Đấy là sửa lỗi cách cài đặt lại chiếc camera A42 P-D này nhé. Thì bây giờ chúng ta quay lại phần mềm để chúng ta xem, chúng ta bắt đầu cài lại chiếc camera. Để cài lại thì quý vị các bạn xem chiếc camera nào đang bị ngoại tuyến thì các bạn chọn đúng chiếc camera đấy, các bạn bấm vào xem trực tiếp này. Thì nếu không xem được trực tiếp thì các bạn bấm vào lục giác bên tay phải và các bạn xóa khỏi cái camera đó khỏi tài khoản để chúng ta cài đặt nó sẽ thuận tiện hơn là các bạn cài lại kiểu kia. Kiểu kia là kiểu như thế nào? Kiểu kia thì là các bạn chỉ cần là các bạn thêm cái phần kết nối lại, thì nhưng mà vấn đề cài đấy nó rất rủi ro, có thể nó sẽ bị trùng, nó không nhận được. Các bạn hãy bấm xóa khỏi tài khoản và chúng ta hãy bấm vào dòng cộng và chúng ta quét mã vạch cài như lúc ban đầu chúng ta mua chiếc camera mới. Đấy, chúng ta quét mã vạch và chúng ta thao tác lại như bình thường cài chiếc camera 42 PCD này. Các bạn bấm tiếp theo, các bạn chọn wifi. Đây là mình đang hướng dẫn cách khôi phục cách lỗi chiếc camera A42 iMao bị ngoại tuyến quý nhé. Đấy, bây giờ chúng ta bấm tiếp theo và chúng ta cài lại từ ban đầu như ban đầu và chúng ta cũng đánh mật khẩu wifi 10901903. Đây, các bạn bấm tiếp theo. Đây là mình hướng dẫn quý vị các bạn cách sửa lỗi chiếc camera bị ngoại tuyến và có mấy nguyên nhân. Lưu ý giúp mình, thứ nhất là kiểm tra wifi, thứ hai kiểm tra nguồn điện, thứ ba là chúng ta cứ thử
thử test là reset lại, cài đặt lại chiếc camera luôn. Đấy là có mấy nguyên nhân mà fix lỗi khi chiếc camera hay màu ngoại tuyến. Thứ nhất là các bạn lưu ý giúp mình là thiết bị của các bạn có bị đổi tên wifi không, đổi thiết bị không. Đấy. Các bạn bấm chọn khu vực, bấm tiếp theo. Đấy là chúng ta cài lại chiếc camera như ban đầu. Đấy, khi cài xong thì các bạn đặt tên. Như đây là cửa hàng chẳng hạn, hoặc là đặt tên riêng. Vì việc bấm vào xong và bấm xong và chúng ta kiểm tra xem là chiếc camera có bị ngoại tuyến tiếp không. Các bạn bấm vào cái chiếc camera vừa cài đặt xong. Đấy, đấy là cái việc sửa lỗi chiếc camera bị ngoại tuyến quý nhá. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video và rất hân hạnh quý vị các bạn ở video tiếp theo. Và quý vị các bạn hãy đừng quên bấm like và chia sẻ và đăng ký kênh của mình để nhận được những video bổ ích quý vị nhé. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn, hẹn quý vị ở video tiếp theo.